Quý vị và các bạn thân mến, theo ngày âm lịch thì hôm nay là 23 tháng Chạp và cũng là một ngày rất đặc biệt trong phong tục truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Dân, đó là ngày đưa ông Táo về trời. Mỗi năm, cứ đến ngày này là trẻ em thì nôn nao, mong đến Tết. Người lớn cho dù bận bịu với công việc nhưng cũng sắm sửa, làm lễ đưa ông Táo về trời với kỳ vọng mọi điều tốt đẹp cho một năm mới sắp đến. Ngày 23 tháng Chạp chúng tôi cũng cúng đưa ông Táo về trời. Cầu nguyện với ông Táo là đi về trời đó, cầu với trời là năm cũ vừa qua là những cái gì mà nó không được may mắn lắm thì mong rằng sẽ cho qua hết tất cả và xin cầu, nói như là xin về cầu trời đó là giúp đỡ cho gia đình tôi nói riêng và mọi người trên thế gian là nói chung là tất cả những may mắn, những vui vẻ, những hạnh phúc mà nói chung là những gì tất cả những gì hạnh phúc nhất. Gia đình tôi cũng chuẩn bị cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Thì thứ nhất là gia đình tôi muốn cúng để là cầu mong cái sự là ấm no đầy đủ. Và thứ hai nữa là để cúng thần bếp là cái người mà cai quản bếp núc cho mình. Nên gia đình tôi thì cũng chuẩn bị như là trái cây, 5 loại trái cây ngũ quả. Thứ hai nữa là quần áo ông Táo và tiền vàng cho ông đi đường. Tục 23 tháng Chạp đưa ông Táo về trời đó, nó có một cái truyền thống rất là lâu đời. Đó, chúng ta biết là đó là một cái ông Táo là giữ thần bếp, giữ cái sự ấm cúng cho gia đình. Cho nên là chúng ta dùng ông Táo quanh năm bếp núc, cho nên mình phải có một cái sự cúng tiễn. Đồng thời là trong quá trình cúng tiễn đó mình đã gửi gắm sự cầu mong đối với ông Táo để ông chuyển đến thần linh trời cao những cái điều tốt đẹp cho gia đình. Trải qua bao thế hệ, phong tục tiễn ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp vẫn được người Việt Nam thực hiện như một nếp sinh hoạt truyền thống. Tùy theo điều kiện, mỗi gia đình có lễ vật cúng khác nhau, nhưng việc đưa ông Táo về trời đều mang chung ý nghĩa, cầu mong cho sự ấm no, đầy đủ, sung túc, đồng thời như một lời nhắc nhở mọi người luôn vun đắp tình cảm hạnh phúc gia đình. Đây chính là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam được lưu truyền và bảo tồn cho đến ngày nay.